Ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nhé. Thì như anh em biết là hôm nay ở bên quốc tế là update season 8 cho Bandlender anh em ạ. Đấy thì mình vừa check qua một tí rồi thì thật sự là cái này nó cũng có một chút thay đổi anh em ạ. Thế nhưng mà mình thấy nó cũng vẫn bình mới rượu cũ thôi anh em ạ. Nó không có gì là quá khác biệt đâu. Đấy thì đầu tiên là đến với season pass nhé. Nói chung là cái season pass mùa này nó càng ngày càng củ chuối rồi anh em ạ. Mùa này nó anh em chỉ nhận được cái skin khẩu ấy này thôi nhá, khẩu lục, khẩu súng lục thôi nhá, còn lại những cái phần thưởng khác thì cũng giống như season 7 trước thôi đấy, không có gì khác biệt cả. Đến level 80 thì anh em nhận được một bộ đồ, đúng rồi, lên level 80 thì anh em nhận được bộ đồ. Thật sự được, mình không hiểu cái đội ngũ gọi là bên decor của game này nó làm kiểu gì ấy. Trong mấy cái bộ đồ nó cứ na ná nhau, nó không có gì là khác biệt đấy. Trông nó kiểu kiểu nó chỉ có một cái kiểu rồi thêm một vài cái miếng đệm giáp ở các khuỷu tay khuỷu chân hay sao ấy. Nói chung là nó cứ a đuổi kiểu gì ấy, anh ạ. Đấy, season pass mùa này nói chung là a đuổi lắm. Nhưng mà mùa này có một cái đẹp là khi mà anh em mở gói season VIP đấy, anh em mở gói mua thêm này đấy, thì được khẩu M4 là đẹp, M4 nhìn khá là ok nhá. Đấy, Solar Wing này, X4 này, băng đạn 50 viên này, tay cầm, báng, đầu lòng. Nói chung là trong khẩu M4 này thì ok đấy. Mà không biết là có hiệu ứng không. Nếu có hiệu ứng nữa thì đẹp hơn anh em. Đấy thì đánh giá cao mỗi lần này là cái skin M4 này là thiết kế trông ok thôi. Còn lại đồ đạc thì chán lắm. Rồi, và có một cái mới nữa là lần này anh em sẽ có chế độ bắn, đó là không phải là chế độ mà nó là cái phần danh thôi, phần danh thêm. Khi mà anh em chọn các map thi đấu này, ngoài kiểu bắn bình thường ấy, ví dụ như map sa mạc này, map zoning thì không có này, sa mạc này, Ridgeback này, Shelter này, thì anh em có thể tích vào cho mình là bạn có lựa chọn bắn danh không nhá. Anh em nhìn ở dưới góc bên trái màn hình này, trên cái chỗ chọn TPP FPP ấy. Đấy, thì anh em tích vào thì cái bắn danh này như thế nào. Bắn danh này thì nó cũng là bắn bình thường thôi, nhưng mà anh em sẽ được hiển thị danh ở đây, có nghĩa là nó cũng như một trận đấu bình thường thôi. Anh em giết được nhiều này, nút được nhiều này, hỗ trợ đồng đội nhiều thì cái điểm danh cộng vào nó sẽ cao hơn. Còn anh em mà giết được ít, hỗ trợ đồng đội ít và không tẩu thoát được thì cái điểm danh nó sẽ thấp. Đấy, thì đây cái chế độ danh đấy nhá, anh em vào cái phần khác, xong rồi vào cái chế độ ấy này thì nó sẽ có bảng xếp hạng danh này. Đấy, khi mà anh em hoàn thành qua các trận đấu thì điểm danh của anh em sẽ được cộng lên. Đấy, thì đây như mình như đang là cái mức danh gọi là lưu bi người chơi mới 3 này, a đuổi nhất đấy, mình chưa bắn nhiều à. Đây anh em kích đây, anh em mới thấy từng mức danh nhé, và qua khi mà anh em lên các mức danh khác nhau thì anh em cũng sẽ có phần thưởng. Đây khi mà anh em lên đến Elite này thì sẽ được một khẩu Storm này, chơi 5 trận ở cái danh Elite này anh em sẽ nhận được phần thưởng là một khẩu skin Storm nhé. Đấy, rồi lên các phần thưởng của các danh khác này, nói chung là nó cũng như kiểu là PUBG ấy, có các loại danh kiểu vàng bạc bạch kim các kiểu ấy. Nhưng mà có một cái khác của cái con game này, đó chính là cái danh này thì cũng là chính là trong một cái trận đấu như anh em bắn bình thường, đi loot đồ và tẩu thoát như bình thường. Đấy thì bây giờ mình sẽ thử một trận đấu mình bắn chế độ solo như bình thường, và mình sẽ để danh anh em nhé. Thì xem một trận, ví dụ như là bây giờ mình đang ở cái danh thấp nhất, thế nhưng mà mình cứ thử bắn một trận để xem sẽ được cộng bao nhiêu điểm nhé anh em nhé. Đây, ok anh em, mình vào một trận rồi. Đó, như mình đã nói ngay từ lúc trước rồi ấy, nó chả khác gì một trận đấu bình thường, anh em cứ vào đi bắn như bình thường rồi. Vẫn cứ đi loot đồ và tìm người tiêu diệt như là một trận đấu bình thường anh em nhé. Thằng gần mình này. Mình cứ tưởng khi mà nó ra cái danh này ấy, thì nó sẽ nặng khác anh em ạ. Kiểu ví dụ như bắt buộc vào danh thì anh em phải cầm đồ ví dụ như giới hạn CA từ 15.000 trở lên chẳng hạn. Đấy. Không thì như kiểu này nó là một cái khu vực bắn riêng biệt so với nút đồ ấy. Khác hoàn toàn đấy.
anh em sẽ được gọi là lựa chọn đồ của mình, không cầm sẵn vào, nhưng mà giới hạn bao nhiêu CA chẳng hạn, ví dụ giới hạn max CA max 20.000 thôi đấy, xong là cầm đồ vào đi bắn, bắn xong một trận anh em tẩu thoát hay là thấy cái cộng điểm vào xong rồi xếp mức danh ấy, thì mình nghĩ là như thế thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn như thế này thì mình thấy nó chả khác quá gì bình thường. Nó cũng không khác mấy, chỉ mấy cái top season nút hay là ấy các thứ đâu. Cùng trong cái trận đấu này, xong trận đấu gọi là cộng thêm tí điểm. Không gì, chạy nhanh qua Ricky đi. Đập nước một tí. Đầu nghe à, đuổi quá nhỉ. À, đây 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 người bot. Bot. À, bắn cái xe chơi chơi đi. Rảnh mà, không có việc gì làm, bắn xe chơi chơi cái. Thế hình như đúng có mỗi một mình cái thằng kia cùng chậm với tôi thật không ạ? Không thấy không? Nguyên một cái map rồi như kiểu game thi đấu 1v1 đấy. Đợi cái điểm tẩu thoát nó mở cái tôi xi mén này. Rồi, ok, này, mình sẽ tẩu thoát và cho anh em xem cái cơ chế cộng điểm danh nhé. Rồi, đây, ok, khi mà anh em đã xong một trận đấu bình thường, đấy, thì không có gì thay đổi cả. Đây, chỉ có cái cộng thêm điểm danh này. Lúc vừa mình đang 80 điểm. Lên 20 điểm. Được 48 điểm trận này anh em ạ. Nhưng mà trận này mình cũng không giết được nhiều người ấy. Mình không giết nhiều và mình cũng không loot được nhiều ấy. Nên điểm nó sẽ cộng đấy. Nói chung là anh em giết được càng nhiều thì điểm nó sẽ cộng nhiều. Giết nhiều, loot được nhiều. Đấy, thì anh em sẽ được cộng nhiều điểm thôi. Đấy, thì nói chung là cái cơ chế danh nó chỉ có vậy thôi anh em ạ. Đấy, nó không có gì khác biệt đâu. Đấy, thì mình xin dừng clip ở đây anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo anh em nhé. Và đừng quên là để cho mình một lượt thích video như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Bye bye anh em.